của đây. Đây này, mình phải cẩn thận, để ý một chút. Tay dưới mình đỡ để đẩy nhé. Đó. Rồi. Nên mình sẽ rút ra chỉnh giờ cho nó chuẩn. Đấy, cái mặt số của nó là mặt số không có chân, nó bị gãy mất chân rồi. Nên mình phải thật sự cẩn thận thế này. Cái kim của nó vào. Đó, cái loại này nó rất là mệt, là cái phải tháo từ mặt trên đây đấy. Em sẽ nắn lại cái kim cho nó nhé. Cái kim này lỏng quá. Cái kim lỏng này sẽ nắn như nào? À, rất đơn giản thôi. Mình bóp cái lỗ kim vào một tí thôi là xong. Để này mình bóp. Chỉ cần méo một tí là nó chặt thôi. Nó rất đơn giản đúng không? Đấy, mặt số nó đang chạy, các bạn thấy không? Đấy, cái này đây, lắp cái kim. Nắn lại kim cho khách một tí. Sau khi xong rồi em sẽ lắp luôn cái mặt kính vào. Này các bạn nhìn thấy em tháo vẫn còn nguyên căn. Căn của nó còn sắt này. Đấy, nên mình sẽ phải vệ sinh sạch nhé. Bên trong sạch sẽ rồi. Đó, xong rất sạch sẽ rồi. Nếu mà các bạn không cảm thấy không yên tâm thì các bạn có thể lau bằng giấy đa năng. Mình sẽ lau sạch. Đấy, các bạn nhìn thấy keo nó bám này. Rất là chắc. Chắc luôn. Đấy, dùng cái này vào dùng xi lanh mà thổi không khói đâu nhá, thì keo nó vào thì rất là chắc. Đấy, em sẽ vệ sinh luôn cho khách cho nó sạch sẽ. Đó, thổi đi. Đấy, và em sẽ đẩy cái này vào. Đấy, ấn nó xuống. Rồi, các bạn thấy rất ok đúng không? Đó. Bây giờ ấn một tí thôi cho nó cân nhé. Đó. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy làm sao cái mặt này nó phẳng luôn. Nhìn nghiêng kiểu gì nó cũng phải phẳng. Đó. Các mặt này nó phải chìm xuống thì mới được, nhưng ok. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục ta dầu mỡ luôn cho cái đáy cho khách. Ra hơi nhiều, thoải mái cho khách. Những con như này rất là khó tháo đấy. Nếu mà cái thợ mà không chưa tháo cái loại dòng này bao giờ thì đừng nên tháo. Đó. Vì chỉ làm để phá thôi. Mình sẽ lắp cái lắp đáy vào.
tiếp ba nữa rồi. Những con ốc này các bác cẩn thận nhé, không là nó mà mất thì mệt lắm đó. Mình sẽ ấn vào giữa này này để mình vặn cho nó này, vặn chéo nhé. Đó, sau khi vặn xong các bác lên lau đi, vệ sinh đi, dầu mỡ nó sạch sẽ. Đó, rất là bẩn đúng không? Ok, ra xong. À, cái mặt kính này em ép xuống, nó sâu xuống một tí. Quên. Này, các bác nhìn thấy nó gần, nó vẫn còn đang nổi lên đúng không? Đấy. Đấy, các bác phải nhìn nó thật khít dưới này. Đấy. Thật xít khít dưới nhá. Đấy, và bây giờ gắn keo mặt kính là xong. Đúng không? Đấy.